Mỹ Hầu Vương đặc biệt có đôi mắt vàng sáng chói, chiếu suốt qua các cung trời làm Ngọc Hoàng dinh động kinh ngạc. Hồi mắt vàng ấy phân biệt rõ chính tà, hư thật. Hồi mắt vàng ấy đã giàn giụa nước mắt trước cảnh đời vô thường, khổ đau đi tìm đường học đạo bất sinh bất diệt từ Bồ Đề Tổ Sư. Đôi mắt vàng ấy đã là linh hồn của cuộc hành trình thỉnh kinh, mà thiếu nó thì tức thời phái đoàn rơi vào ma nạn. Đôi mắt vàng ấy là gì nếu không phải là biểu tượng của trí tuệ bát nhã, của giáo lý trí tuệ bát nhã của Phật giáo? Như giáo lý Phật giáo đã dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã xuống, mở ra những gì bị che kín, đôi mắt vàng của Mỹ Hầu Vương đã thấy và đã làm cho chúng ta thấy cái sự thật mộng mị, bất toàn, hư dối từ âm phủ đến thiên cung. Cuộc đại náo của Tề Thiên Đại Thánh tại Long Cung và Thiên Cung là sự đánh thức dậy sự thật ấy cho chúng sinh tại đó thấy rõ lối ra khỏi vô thường, không thật để đi vào nguồn giải thoát chân thật. Vì vậy, chiếc thiên bổng nặng nghìn cân của Ái Thánh Tề Thiên biểu hiện sức mạnh của đôi mắt vàng. Là chiếc gậy đánh thức mà không phải nổi loạn, là xây dựng mà không phải đập phá. Chiếc gậy sắt ấy đập phá các nguyên nhân gây ra đau khổ cho cuộc đời và xây dựng an lạc, hạnh phúc của vô sinh. Chỉ đôi mắt vàng tuyệt vời kia xuất hiện trong tiểu thuyết hay chuyện phim đủ để chúng ta đánh giá cao tiểu thuyết ấy, phim ấy. Hầu như theo dõi cuộc hành trình thỉnh kinh, chúng ta đã bị cuốn hút bởi cái nhìn chính xác và bởi thái độ tự chủ trước các hiểm nạn và trước mọi cám dỗ của tôn hành giả. Mỗi cái nhìn, mỗi bước đi của hành giả như vang vọng lời kinh Bát Nhã: Dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đọa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn.